chào mừng các bạn đã quay trở lại với ngọc khánh chuyên lao bâu các bạn thân mến vẫn với phương châm là chỉ bán những gì mà bản thân đã trải nghiệm đã thấy ưng ý thì mới bán thế còn à, tôi vẫn không nhất quyết là không bán những sản phẩm mà ít nhất là mình chưa trải nghiệm hoặc là những sản phẩm mà sau khi trải nghiệm xong bản thân cũng cảm thấy không hài lòng không ưng ý à, theo cái nguyên tắc này thì hôm nay tôi ta lại tiếp tục giới thiệu với các bạn một cái phiên bản micro của hãng Xua. Đây là một cái phiên bản micro đình đám nhất của Xua. Lưu ý một chút là chỉ dành cho những người hát hay nhé. Đấy, chỗ này tôi tôi cũng xin phép lưu ý với các bạn là chỉ dành cho những người hát tương đối ở trên mức trung bình một chút. Thế còn nếu như chúng ta hát ở mức độ bình thường, mức độ trung bình thì có lẽ là không nên mua. À, giới thiệu với các bạn đây là một chiếc Xua với cái model là Beta 87A. À, chiếc micro này thì nó có một cái đặc biệt là nó có lẽ là tôi phải gọi nó là hàng mới cứng bởi vì là tôi cũng không biết nói như nào nhỉ nhưng mà nếu như các bạn đã biết là có một số những cái loanh quanh có một số những cái vòng vèo trong buôn bán tôi không 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 tiện nói ra thế thì đôi khi chúng ta cũng phải biến những cái hàng mới thành cái hàng cũ thì à, cái giá thành đến tay các bạn nó sẽ hợp lý hơn rất nhiều Đầu tiên cái vấn đề đầu tiên tôi phải lưu ý với các bạn đó là bản thân Beta 87A là một chiếc micro dòng condenser. Thế cho nên là cái dây bình thường của các bạn vẫn hay sử dụng đó là cắm vào nó không kêu đâu nhé. Mà để cho nó hoạt động bình thường thì các bạn phải cấp cho nó một cái nguồn nguồn ph phantom, thì cái này gọi là nguồn phantom 48V. Cái này chúng ta cắm ở điện 220 này, điện lưới này. Đấy, tín hiệu từ micro được đưa vào đây và sau đó mới từ cái cục này với quay trở lại amply như vậy riêng về bộ dây là chúng ta phải có đến hai cái dây một cái dây từ micro cắm vào cái cục nguồn này và một chiếc dây khác là cắm từ nguồn này vào amply đó là các cái thiết bị phụ trợ kết nối thế và chúng ta cũng không nên dùng những cái dây nó quá rẻ bởi vì dòng Conexer này là dây micro là chúng ta phải sử dụng đầy đủ cả 3 dây. À, quay trở lại với nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Đó là cái uh, chiếc micro này. Vẫn còn nguyên hộp. Thế và ở đây các bạn lưu ý là nó được sản xuất tại Mexico. Đâu nhỉ? Cái dòng của chữ Mexico ở đâu nhỉ? À đây 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 đây. Đây. Đấy, nó được sản xuất tại Mexico Nào bây giờ chúng ta cùng khui ra Chiếc micro này thì hiện nay Ngọc Khánh đang bán ra Chọn bộ bao gồm cả nguồn và cả dây rợ đầy đủ Là 7 triệu 500 nghìn Rút cái hộp bên ngoài ra chúng ta sẽ có một cái hộp bên trong Với một cái hàng chữ gì gì đây tôi không để ý lắm Chúng ta có một cái quyển catalog. À cái này là cái bóng khí bỏ ra này. Chúng ta có một cái quyển catalog của model Beta 87A. Rất nhiều chữ hình mà chữ Tây thì tôi rốt lắm nay là cũng không biết đọc. Không thấy có chữ Việt Nam các bạn ạ. Chúng ta sẽ có một cái uh, cài cái này cài ở ở, ở uh, micro này có vẽ cái sơ đồ về cái uh, phạm vi bắt âm uh, vân vân phiếu bảo hành này rồi danh sách các trạm bảo hành trên toàn thế giới vâng những cái làng nhằng này có lẽ là tôi cũng không quan tâm lắm chúng ta có một cái đai à cái này nó hơi đặc biệt hơi khác thường một chút cái này là cái hay này vì bản thân beta 87 a cái tay cầm nó nhỏ hơn thế cho nên là hàng nhà sản xuất làm cái kẹp như thế này rất thông minh đấy và nhà sản xuất cũng rất là trau chuốt cái kẹp này bên trong còn lót một cái lớp uh, cao su rất thông minh rồi chúng ta có một cái bao da và bên trong bao da là một chiếc micro rất là nhỏ nhắn và xinh xắn đấy. À, tôi nhắc lại với các bạn đây là một chiếc micro gần như mới cứng khi vặn nó ra thì các bạn sẽ thấy một kỳ quan của micro với một cái đầu thu nó rất là bé và nó đặt được đặt trên một cái kiềng ba chân để chống dung đấy xuất sắc làm kỹ lưỡng như thế này cơ mà tất cả cái vành con con này đều được đệm cao su hết này để tránh va đập này ba cái kiềng này đầu mic được nối với ba cái kiềng bằng một cái lớp cái mảnh cao su nhỏ nhỏ à, nói về chất âm khi mà chúng ta hát đối với dòng xua beta 87A thì đây là một chiếc micro mang tính định hướng rất cao, tức là khi mà các bạn hát thì là các bạn phải nói đúng cái ngôn từ của chúng ta là chúng ta phải hôn mic thơm mic đấy chứ không thể nào cầm mà cách hàng gang tay mà chúng ta vẫn hát được. Nó mang tính định hướng rất cao và đồng thời nó cũng là một chiếc mic mà cái khả năng tái tạo âm thanh trung thực nhất, tuyệt vời nhất, tức là khi bạn hát thì giọng của bạn đúng là bạn không thể nhầm lẫn sang ông hàng xóm được Chính vì thế mà ngay ở đầu video Thì tôi đã nói với các bạn ngay từ đầu Là cái mic này là chỉ dành cho những các bạn nào hát ở trên mức trung bình trở lên Còn nếu như là chúng ta hát amateur giọng thuốc lá đá, đá thuốc làm như tôi Thì có lẽ là không, không, không nên mua thì Khi mà hát như cái này thì giọng rất trung thực, rất thật Rất đúng giọng của mình đấy nhưng mà vì nó thật quá đâm ra là một số bạn không quen thì sẽ cảm giác là hát nó hơi nặng hơi nặng thôi và tất nhiên là khi mà chúng ta sử dụng nó thì không những giọng của chúng ta được tái tạo một cách trung thực thật rồi nhưng nó cũng là cái cơ hội để mà chúng ta luyện tập cái giọng của mình để ngày càng hát hay hơn như vậy chiếc mic này chỉ dành cho những bạn nào hay hát yêu hát và muốn Rèn uh, luyện cái giọng hát của mình Ngày càng tốt hơn Ngày càng hay hơn Thì các bạn mua là hợp lý thì Hiện nay uh, micro beta 87A Thì uh, Chiếc mới như thế này Thì tôi chỉ có một duy nhất có một chiếc thôi Và tôi đang bán ra Với cái mức giá đầy đủ Cả phụ kiện Bao gồm có nguồn và dây Là 7 triệu 500 nghìn đồng Một chiếc uh, Bạn nào có nhu cầu xin mời liên hệ với tôi theo số điện thoại trên màn hình còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại